Thế nhưng các bạn, mình là tôi đi có dạo, cho mình có thể nói bài với series có dạo dễ ôn. Trước giờ rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm bài Docker rồi, nhưng mà lâu rồi mình chưa ôn lại kiến thức, nên hôm nay á mình mới ôn lại một lượt để mình làm vlog về Docker ha. Thì đây là một cái kỹ năng mà trường chắc chắn là không dạy, nhưng mà các bạn đi làm hoặc các bạn làm đồ án thì có thể sẽ rất là cần và rất là hữu ích. Trong tương lai thì có thể nó sẽ phổ biến, không thua gì Git đâu. Và rất nhiều các công ty hiện tại đang sử dụng Docker. Do vậy thì trong cái Docker này á, mình sẽ không có nói dài dòng, mình sẽ làm một cách siêu tốc giới thiệu các bạn Docker là gì, ứng dụng của Docker như thế nào, tại sao nó lại ra đời. Mình sẽ giới thiệu thêm những cái khái niệm mà các bạn cần biết để dùng Docker. Thật ra thì Docker rất là rộng, nhưng mà chúng mình sẽ nói những cái khái niệm khái quát và những khái niệm hay dùng nhất để các bạn có thể sử dụng. Và mình sẽ demo một cái nho nhỏ bằng Docker để các bạn thấy cái sự bá đạo mạnh mẽ của nó ha. Ok, tôi bắt đầu thôi. Thì đầu tiên á, trước khi muốn biết Docker là gì á, thì chúng ta phải biết là Docker nó giải quyết vấn đề gì trước đã. Hãy tưởng tượng là các bạn có một cái app như thế này. Các bạn có một cái app, nó sẽ có một cái database. Database này nó chạy Microsoft SQL chẳng hạn, nó chạy trên Windows. Là xong rồi các bạn có một cái app thì các bạn sẽ code bằng PHP chẳng hạn, chạy ở trong web server tên là Apache. Thì cái app này á thì các bạn cần phải cài, đầu tiên các bạn phải cài Apache này, các bạn cài PHP này, các bạn cài Microsoft Azure. Rồi khi các bạn có xong á, các bạn muốn cho người dùng sử dụng á, thì các bạn phải deploy nó. Thì trên cái môi trường mà chạy thử á thì các bạn cũng phải cài cái Microsoft SQL này, rồi các bạn cũng phải cài Apache PHP này, và có thể cái version nó sẽ khác nhau nè. Thì hoặc là ví dụ trong này các bạn cài thêm một số cái thư viện như là Apache CGI rồi chẳng hạn này, mà trên server không có thì nó sẽ không chạy được, nó chạy nó bị lỗi cái gì đấy. Tại vì đôi các bạn chạy ở trên local á, các bạn chạy được, nhưng mà đưa lên web server đưa cho bạn bè thì họ không chạy được, tại vì họ thiếu thư viện hoặc là họ cài đặt thiếu cái gì đấy, hoặc là nội cái việc cài đặt không á nó cũng rất là mất thời gian. Mình như là con Microsoft SQL này nè, các bạn mà cài á có khi nó mất tận tầm 8-9 GB và tải về có khi cũng cả nửa tiếng cả tiếng đấy. Chưa kể là ví dụ như là con Microsoft SQL này á là chỉ chạy được trên Windows nè, mà ví dụ bạn của bạn người ta xài Linux chẳng hạn thì tất nhiên là người ta sẽ không có chạy được, không có cài được cái con Microsoft SQL này, người ta phải tìm cái bản khác PHP Apache trên Linux. Thì đấy là cái vấn đề rất là khó khăn, làm sao để mà code một chỗ các bạn có thể đưa nó chạy nhiều nơi được và đảm bảo là cái thư viện phần mềm á nó cài đúng đắn. Thì ngày xưa á, trước khi có Docker á thì người ta đã có một cái gọi là virtual machine, tức là khi mà các bạn có một cái con máy xịn đi xịn ở đây này nha. Ví dụ các bạn có một con máy xịn đi xịn, con này là Core i9 nè, rồi là 16 GB RAM này nha. Thì các bạn sẽ cài vào hệ điều hành Windows, xong rồi các bạn sẽ chạy VMware hay gì đó thì nó sẽ tạo ra một cái máy ảo. Thì trên máy ảo này các bạn có thể cài hệ điều hành Linux, các bạn cài Ubuntu gì đó để các bạn chạy phần mềm. Thì cái resource trên máy chính này á sẽ phải chia ra các cái máy ảo. Còn với Docker á thì nó hay hơn. Với Docker là bạn sẽ vẫn chạy trên này, nhưng các bạn sẽ có một cái gọi là Docker engine. Và Docker engine này á nó sẽ chia resource ra cho những cái container đây về phía sau để các bạn có thể chạy app ha. Thì với lại cái điểm quan trọng nhất của Docker á, thì như lúc nãy mình đã nói á, thì những cái như là MySQL rồi là PHP, Apache cài á nó khá là phức tạp, rồi làm sao để mà đúng version để mà chia sẻ cho nhau dễ á, thì Docker nó gom những cái này lại thành một cái container, giống như là cái xe container. Các bạn thấy nó là cái container như thế này, ở trong là có hàng hóa, rồi các bạn chỉ việc cho lên xe, các bạn đi lên tàu đá qua một khu khác, rồi người ta chỉ dỡ hàng từ container xuống là được, dỡ hàng từ container này. Docker nó cũng làm vậy, nó sẽ gom những cái MySQL này thành một cái container. Các bạn viết code á thì cái container nó sẽ bao gồm là cả PHP, Apache với lại là code của các bạn luôn, nó sẽ gom lại thành một cái container như thế này. Khi chạy á, các bạn chỉ việc là chạy container này lên á thì nó sẽ có sẵn PHP, Apache, nó sẽ có sẵn code của bạn rồi, bạn không cần phải cài hết á, Docker nó sẽ lo hết mấy cái chuyện đấy đó. Vì vậy cái container này nó rất là dễ sử dụng, rất là dễ mang đi mang về ha. Nói vậy các bạn hiểu sơ sơ rồi, thì tóm lại á, Docker á nó giúp cho cái việc các bạn tách biệt những cái môi trường để chạy code thành một container để dễ quản lý và dễ di chuyển, dễ share. Giả sử như là các bạn cài một cái app á, nó rất là phức tạp, nó xài PHP rất là cũ nè, Apache phải cài rất là một đống thư viện nè, thì mang qua máy người khác á, thì ví dụ không có Docker thì người ta sẽ phải cài một đống thư viện theo, rồi người ta phải chạy code của bạn rất là phức tạp. Còn với container, bạn gom cái cục này lại thành một cái container, và khi qua máy cái Docker nó chỉ việc chạy container này lên là người ta đã có một cái app của bạn, có PHP, có Apache, có đủ thư viện, các bạn không cần phải làm gì hết đó. Thì hiểu sơ là vậy. Thì trong Docker có ba khái niệm quan trọng nhất, đó là khái niệm Docker file, tiếp theo là Docker image, và cái thứ ba là container ha. Thì Docker file nó chỉ là một cái file chỉ có chữ không thôi. Thì cái file này hướng dẫn các bạn cách để build image, build ra cái image này, và từ cái image này á và giải thích sau, nhưng mà từ cái image này á mình sẽ dùng lệnh run để mình run ra một cái cục container. Thì giả sử các bạn muốn làm một cái app Node.js để mà chạy á, thì đầu tiên là các bạn sẽ phải dùng cái Docker file để các bạn viết cái file này, thì các bạn sẽ viết là nó dùng những cái image từ Node.js chẳng hạn, ví dụ viết from này Node.js này, xong rồi là các bạn sẽ phải copy code Node.js vào đây, xong rồi là các bạn sẽ run. Thì các bạn có thể đơn giản á là thế này, giống như các bạn uống trà sữa đúng không, thì Docker file á nó là công thức trà sữa, công thức pha trà sữa, xong rồi từ công thức xong á là sẽ có một người người ta mua đầy đủ nguyên liệu này nọ đông lạnh hết luôn, người ta để thành image. Và khi các bạn muốn uống á thì các bạn kêu là ship nguyên liệu cho tao, sau đó là các bạn sẽ pha chế, các bạn sẽ run, là các bạn sẽ có một ly trà sữa ngon lành. Thì cái này cũng vậy, ví dụ các bạn muốn có một cái app Node.js á thì đầu tiên là các bạn phải viết Docker file để nó hướng dẫn hệ thống build, sau đó các bạn chạy Docker build á thì nó sẽ build ra một cái image. Thì trong cái image này á là nó sẽ có cái hệ điều hành nè, nó sẽ có Node.js, nó sẽ có thư viện, nó sẽ có support của bạn luôn, thì có thể nó sẽ có OS nè, nó sẽ có library này, và nó sẽ có code, đây là một cái cục và nó sẽ được để ở đâu đó. Khi nào các bạn cần chạy á, các bạn sẽ lấy cục này về, các bạn dùng Docker run á,
thì nó sẽ ra một cái app nó sẽ hoàn chỉnh, thì các bạn có truy cập vào ví dụ như là localhost 3000 chẳng hạn chạy trên port nào đó, thì nhờ những cái này nên là docker rất là mạnh, tức là các bạn có thể build ra một cái app tại là image rồi khi nào các bạn cần chạy á, các bạn chỉ cần lên máy khác có docker các bạn chạy là docker run là nó sẽ lấy cái image này về và nó sẽ build ra để nó chạy. Thì các bạn chưa hiểu ra tới, các bạn chỉ cần coi ví dụ trên máy các bạn hiểu ngay á, thì nãy giờ mình giải thích vậy rồi nhưng mà nếu các bạn chưa mường tượng được á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà cài docker trên máy và cách để mà dùng nó để mà làm trò hay ho ha. Ok, tụi mình bắt đầu thôi nè. Ok, thì tụi mình cũng bắt đầu tới ha. Thì bạn nào mà máy chưa cài Docker thì các bạn vào docker.com này, các bạn bấm get started nè. Và các bạn bấm download for Windows hay gì đấy để các bạn cài. Không thì máy mà máy xài máy ngoài á thì các bạn bấm play with Docker nè. Bấm vào phần get started ở lab này thì nó sẽ tạo một cái máy cho các bạn để các bạn có thể vào test thử. Nhưng mình khuyên là các bạn nên cài Docker đi cho nó tiện. Thì sau khi cài xong á thì các bạn cứ docker check v để xem máy hiện tại là gì. Còn muốn check xem Docker chạy được hay không á thì các bạn cứ docker run hello world. Thì hello world này tức là nó làm gì? Thì đầu tiên á là nó sẽ pull cái hello world image này. Image đây là gì mà nhìn thấy lúc nãy rồi đó, nó sẽ pull về máy bạn, nó sẽ chạy cái image đó và nó sẽ in cái dòng này ra hello world ha. Thì docker nó cũng có khá là nhiều thứ phức tạp giống như là git gì đó, nó rất là nhiều lệnh, nhưng mà ví dụ mình những lệnh cơ bản các bạn hay dùng đó là ví dụ như là docker ps xem là trên máy bạn có những con container đang chạy trên port bao nhiêu nè, rồi docker run là để run một con container nè. Thì cái này nếu mà các bạn quan tâm mình sẽ làm vlog giải thích chuyên sâu, giờ mình chỉ cử người sang giới thiệu qua đây ha. Rồi các bạn muốn pull một image về thì các bạn có thể dùng docker pull hoặc là các bạn có docker run như này là nó sẽ pull cái image về luôn. Còn các bạn cần biết các bạn sử dụng là docker build. Thì sau khi build một cái image xong á, các bạn có thể tạo account trên docker.com này. Thì ngoài ra docker đó có một cái gọi là docker hub để mà các bạn có thể build image xong các bạn có thể lưu lên để các bạn có thể tải về, để các bạn có thể tái sử dụng cái image này, các bạn có thể share cho người khác chẳng hạn. Các bạn có thể đăng nhập vào thôi, là các bạn chỉ cần dùng là docker build, sau đó các bạn dùng docker push là được. Thì hồi xưa là mình có nghịch cái nít gì đấy, cái đấy cài thì rất là phức tạp, hoặc là cài có khi cả buổi luôn. Nên là sau khi mà dùng image của người khác mình sửa code xong mình theo chức năng này nọ thì mình biến thành một cục docker image mình bỏ lên đây. Đó, nếu mà cần thì mình chỉ cần dùng docker run và rồi deep nút này nọ là được ha. Nhưng mà thôi, cái này các bạn không nên quan tâm, cái này nó hơi bị bẻ. Thì để mình giới thiệu các bạn cái sự bá đạo của docker, mình sẽ biểu diễn ngay ha. Thì hồi xưa mình có code một cái API nó viết bằng Node.js với lại sử dụng Redis để mà cast, thì để mình lưu lấy code về đã. Thì git clone, bạn nào mà muốn quan tâm git như thế nào thì các bạn coi lại vlog về git của mình trên này ha. Ok, cd và gav.rest. Thì như mình đã nói, đây là cái dự án nó viết bằng Node.js và nó sử dụng Redis để mà nó lưu cast. Thì nếu các bạn mà gọi là không có docker, các bạn sẽ phải cài Node.js này, các bạn phải lên mạng gõ là làm sao để cài Node.js, rồi làm sao để mà cài Redis, rồi làm sao để mà kết nối hai thằng với nhau. Thì với docker á, nó rất là đơn giản. Mình đầu tiên là mình sẽ tạo một cái docker file như thế này, là mình sẽ kêu là từ cái file Node.js thì làm ơn á là lấy ra cái dùng Node.js bản này cho tao, sau đó là copy code vào đây, sau đó là build. Và để dùng Redis á thì mình sẽ dùng một cái docker combo. Thì docker combo là một cái gọi là nâng cao của docker, giúp cho các bạn chạy những cái ứng dụng mà có thể chạy nhiều container. Đa phần những cái ứng dụng á thì chỉ cần một container thôi, nhưng mà nếu các bạn muốn chạy ứng dụng full á, nó phải có DB nè, rồi là web server, rồi là guest server này thì các bạn dùng docker combo ha. Cái đó thì mình sẽ nói ở phần sau nếu bạn quan tâm. Thì đầu tiên thì nó sẽ chạy cái app nè, sau này nó sẽ chạy Redis nè, và nó kết nối hai thằng với nhau nè. Mình sau khi mà lấy code về xong á, mình có source code rồi nè, thì muốn chạy được á là mình phải cài Node.js nè, rồi mình phải coi là chạy nốt như thế nào, chạy cái câu lệnh gì, mình phải cài Redis để cho nó kết nối với nhau ha. Nhưng mà không, với docker mình chỉ cần dùng docker compose up. Là nó làm gì đầu tiên á là nó sẽ lấy cái image Redis nè. Thì cái này là cục này nó đã có nguyên Redis, có đầy đủ thư viện rồi, nó đã cài sẵn rồi, chỉ cần pull về là được. Nếu mạng nhanh thì nó chạy rất là nhanh. Tiếp theo nó sẽ build cái app của mình dựa theo cái file docker file mà mình đã viết ở đây. Rồi chờ một xíu. Rồi sau đấy là nó sẽ tạo hai cái service đó. Thì cái web của mình nó sẽ hiển thị ở localhost 3000, thì giờ mình vô thử xem nào. Đó, thì nó có là action này. Thì giả sử mình tìm Mikami chẳng hạn, thì lần đầu á nó sẽ khá là lâu tại vì nó sẽ gọi API, thì nó sẽ trả về Mikami, u Mikami nè, ảnh như thế nào, sao URL này. Nhưng mà từ lần thứ hai trở đi á, mình bấm á là nó ra ngay, tại vì là nó đã lưu vào Redis rồi. Thì các bạn có thể coi code này, thì code là code get miss này, là hay là get hit này. Các bạn có thể chạy một cái app rất là đơn giản, chỉ cần một câu lệnh mà không cần phải cài hết nhờ sức mạnh của docker ha. Sau này thì như là mình muốn đưa cái app của mình lên cloud chẳng hạn, hoặc đưa cho bạn bè á, thì mình cũng không có cần làm gì, mình chỉ cái em mà chạy docker đi là xong. Bá đạo chưa? Đó, thì trong vlog kia này á thì mình chỉ định nói siêu tốc, nói sơ qua lướt qua về docker thôi. Thì những cái mình hướng dẫn là giúp các bạn có thể dùng docker một cách cơ bản rồi, nhưng mà để nâng cao hơn các bạn có thể tìm hiểu những câu lệnh như docker run chạy như thế nào, rồi là làm sao để mà tối ưu mấy cái docker image này nọ ha. Docker á thì rất là dễ để nhập môn, rất là dễ dùng, nhưng mà để mà thuần thục nó, để dùng docker cho hiệu quả thì các bạn phải tìm hiểu, phải sử dụng thực tế mới làm được. Thì tóm cái vái lại á, docker là một cái tool rất là hay, giúp cho các bạn có thể chạy ứng dụng ở nhiều nơi, môi trường các ứng dụng nó đồng nhất mà không có lo là thiếu thư viện này thiếu thư viện kia, và ứng dụng của mình có thể dễ dàng share chạy ở nhiều chỗ khác nhau ha, chỉ cần có docker là được. Thì những cái vlog dạng này á thì nó sẽ cần khá nhiều thời gian đầu tư hơn, rồi mình phải tìm hiểu này nọ nữa, nên là mình làm không có ra nhiều. Do vậy nếu quan tâm các bạn cứ comment like, nếu quan tâm thì mình sẽ làm những cái sâu hơn, hình như là docker combo dùng như thế nào này, rồi dùng docker trên cloud con này ra sao ha. Đó, thì vlog này cũng dài rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thì bạn thấy hay nha, bấm like cho mình ở dưới này, góc trên này nha. Bye bye, mọi người, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.